Quý vị và các bạn thân mến, một câu hỏi được rất nhiều quý vị và các bạn đặt ra đó chính là thời điểm này thì chúng ta nên làm gì, và đặc biệt có một cái bình luận trên cái diễn đàn tự do anh chứng khoán trên kênh YouTube của chúng ta. Thì có một anh chị bình luận như thế này: sau những cái chia sẻ của Tự Doanh thì cho rằng là giai đoạn 2019, giai đoạn 2020 là một trong những cái giai đoạn vàng, là được gọi là thời điểm vàng để có thể là tham gia nghiên cứu, phân tích và xem xét để đầu tư chứng khoán. Thì một cái góp ý như vậy, một cái bình luận như vậy có đáng để phải quan tâm hay không? Thì thưa với anh chị em và các bạn là rất rất trân trọng và rất đáng để quan tâm. Vì tại sao thì cái bình luận như thế chúng tôi lại rất để ý và rất quan sát, là bởi vì phần lớn những cái video từ gần đây thì nhóm chúng tôi đều đưa cho anh chị em và các bạn góc nhìn mang chính chất là trực quan và rất thực tế về thị trường kinh tế của toàn thế giới cũng như là kinh tế của Việt Nam dưới cái góc nhìn là chỉ số chứng khoán và một vài cái dự báo mang tính chất gọi là chu kỳ. Tuy vậy thì có thể theo một số góp ý thì chúng ta nên thay cái từ là khủng hoảng kinh tế hoặc là khủng hoảng tài chính bằng việc cái từ là điều chỉnh thái quá. Thì đây cũng là một ý kiến rất là hay. Thì chúng ta tạm gọi nó là những cái đợt điều chỉnh thái quá của thị trường tài chính được hiển thị rất là rõ nét trong năm 2018. Vậy thì những cái đợt điều chỉnh như vậy, những đợt điều chỉnh thái quá như vậy thì khi nào thì kết thúc, và nó đã bắt đầu chưa? Thì nó đã bắt đầu rồi, và thời điểm kết thúc thì chưa có. Nhưng mà vì chúng ta cũng chưa thể biết được thời điểm kết thúc của những cái đợt điều chỉnh thái quá này nó ở đâu, thì chúng ta rất rảnh rang thời gian. Và cái thời gian này thì là cái thời gian để quý vị và các bạn có thể dành thời gian để nghiên cứu, phân tích chứng khoán. Mục đích của cái câu chuyện này thì chúng tôi đã nói nhiều rồi. Tức là ông bà ta có câu là cái khó thì mới lại ló cái khôn, chứ không phải là cái câu mà thấy nhiều anh chị nói là cái khó thì lại ló cái ngu đâu, mà là phải là ló cái khôn. Và đặc biệt thì không phải thị trường chứng khoán, mà trong bất kỳ một cái thị trường nào, cái hoạt động kinh doanh nào, trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, thì chỉ có những lúc khó khăn thì chúng ta mới thực sự nhìn ra được cái vấn đề một cách rõ nét. Lấy ví dụ như đời sống một con người, thì khi mà thực sự mà có những cái khó khăn thì mới biết đâu là bạn, đâu là thù. Nền kinh tế cũng vậy. Khi mà gặp những cái khó khăn, những cái cản trở trong cái quá trình làm ăn kinh doanh, tăng trưởng của doanh nghiệp cũng như là giá cổ phiếu thì không theo hướng tích cực mà điều chỉnh, và đôi khi thì có thể là được gọi là điều chỉnh thái quá, nếu không muốn dùng cái từ là gọi là suy thoái hay khủng hoảng. Thì trong những lúc đó thì chúng ta mới rất dễ để nhận ra được doanh nghiệp nào là doanh nghiệp mạnh nhất, khỏe nhất, và nó là đầu tàu của nền kinh tế, cũng như nó là có một cái sức mạnh về cái lợi thế cạnh tranh nhất định. Thì bởi vì khi đó, cái lúc khốc liệt nhất, lúc khó khăn nhất, thì những doanh nghiệp yếu kém sẽ từ từ có thể sẽ tạm thời là rời xa thị trường, hoặc là có thể là sẽ phải không còn cái sức cạnh tranh nữa. Thì nó sẽ hiển thị rất là rõ nét, rất là rõ nét. Và thưa với anh chị là trên cái thực tế thì khi mà chúng ta đang cảm thấy bi quan thì những người xung quanh chúng ta cũng sẽ cảm thấy bi quan. Khi mà chúng ta đang cảm thấy rằng là có những cái khó khăn nhất định
trong cái việc kiếm tiền trên cái việc đầu tư cũng như là trong cái hoạt động kinh doanh trong cái lĩnh vực tài chính, chứng khoán và một số cái lĩnh vực nói tựu chung là đầu tư tài chính, thì người khác cũng vậy. Và khi khó thì chúng ta lại cần phải trau dồi nhiều các kiến thức cũng như là học hỏi và nghiên cứu để tìm kiếm, và nhờ vào đó thì chúng ta sẽ sớm tìm ra được những cái dấu hiệu mà cho thấy là các doanh nghiệp nào có thể sinh trưởng, tăng trưởng và tồn tại lâu dài được. Từ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để có thể tham gia đầu tư. Và một điểm đặc biệt nữa là chúng ta hay thường thấy có một cái câu, đó là khi thủy triều rút thì mới biết ai là ở chuồng. Đấy. Câu này thì rất là hay, nó đúng cho phần lớn các trường hợp. Và chỉ khi thủy triều rút thì chúng ta mới thấy tròi ra những cái điểm yếu kém của doanh nghiệp. Chúng ta mới thấy đâu là cổ phiếu mang tính chất gọi là hoạt động ổn định bền vững và đâu là cổ phiếu mang tính đầu cơ cao. Bởi vì chỉ lúc đó thì chúng ta mới nhìn rõ ra được cái bản chất thật của cái việc tăng giá. Nếu như thực sự cái bản chất thật của việc tăng giá đến từ cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đến từ những sự tăng trưởng bền vững, đến từ những cái làm ăn và đến từ những cái vấn đề mà khá là rõ nét và tích cực, thì rõ ràng khi điều chỉnh thì nó cũng sẽ có đi chung song hành với cái khó khăn, cái điều chỉnh. Nhưng nó sẽ là cái doanh nghiệp mà điều chỉnh ít nhất, thấp nhất, và nó duy trì được cái việc là chậm cái đà điều chỉnh một cách rõ nét. Thì chúng ta không khó để quan sát được một số doanh nghiệp như vậy. Thì chúng tôi sẽ lấy ví dụ này ở những cái video sau. Một cái điểm nữa mà chúng tôi cũng muốn nói rằng là 2019-2020 là thời điểm vàng để chúng ta nghiên cứu, là bởi vì không phải chờ đến khi là người người, nhà nhà, từ người lao động ở trình độ cao đến những người lao động có trình độ thấp hơn hoặc là lao động phổ thông nói về chứng khoán, nói về đầu tư tài chính, thì lúc đó chúng ta mới bắt tay vào nghiên cứu, bắt tay vào tìm kiếm, bắt tay vào rà soát cũng như là bắt đầu mua gom và giải ngân cổ phiếu. Thì có lẽ là chúng ta đã đi vào một cái giai đoạn gọi là tăng tốc rồi. Bởi vì khi mà ai cũng nói, tức là đã tăng tốc rồi, đã thậm chí là đã sắp về đích rồi. Bởi vì người ta thắng lớn, người ta được làm ăn được. Và dân của chúng ta, không phải chỉ chúng ta mà người dân thông thường là những đã là thành công thì thường hay được nói tới nhiều, còn thất bại thì ít khi được phơi bày. Và cái sự khoe khoang khoác lác hoặc là nói chuyện theo kiểu là tôi có một đồng mà lời lên một đống, kiểu như thế, hoặc là đầu tư chứng khoán thì thật là tuyệt vời, thực sự là rất là dễ dàng để kiếm tiền, thì đến thời điểm đó đã là một cái thời điểm mà chúng ta cũng phải cân nhắc gọi là thận trọng rồi. Còn lúc mà ai cũng bi quan, cái lúc mà ai cũng hiểu được rằng là thị trường của chúng ta đã có một cái năm 2018 điều chỉnh là xấu và có thể là rất bi quan, thì tôi nói cái câu chuyện này thì để anh chị thấy được rằng là lúc đó mới là cái lúc chúng ta tập trung vào cái việc gọi là phân tích, nghiên cứu. Và có thể nói video này thì một số anh chị em và các bạn sẽ cho rằng là như vậy là nó không đúng với những gì mà ông đã nói những video khác. Thì thưa với anh chị em và các bạn là lưu ý là việc nghiên cứu, phân tích, tìm kiếm, sàng lọc và đưa ra những cái danh sách cổ phiếu hoặc là những cái danh sách những doanh nghiệp đầu ngành để chúng ta theo dõi cả về tình hình hoạt động kinh doanh từ 1 tới 3 quý sắp tới, cũng như là cái sự dịch chuyển, quan sát cái sự chuyển giá. Điều này rất tốt cho cái câu chuyện là ra quyết định đầu tư trong thời gian sắp tới. Là bởi vì cũng vẫn là một những cái ví dụ mang tính chất rất là giản đơn. Lấy ví dụ như là khi mà trong đi
tìm hiểu một cái vấn đề để mua một cái sản phẩm thông dụng, ví dụ như là máy lạnh hay là tivi, hay là mua một cái xe ô tô, hay là mua một cái xe máy, hay mua căn nhà, thì anh chị và các bạn dành ra rất nhiều thời gian, thực sự là có khi là vài tháng, vài quý, thậm chí là vài năm để tìm hiểu và ra quyết định. Nhưng mà cái quyết định lớn hơn, quan trọng hơn, thậm chí là đem lại cái sự thành bại cho cả một cuộc đời một con người, thì anh chị và các bạn có phần là khá là dễ dãi, không có dành thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu. Và trên thực tế thì cũng chính vì cái cách tiếp cận với thị trường tài chính theo cái cách nghĩ đây là cái sự may rủi tìm kiếm lợi nhuận bằng việc là hên xui, nên chính vì điều đó nên là anh chị và các bạn dễ dãi lắm, dễ dãi lắm. Nhưng đi thực tế thì lại không nên như thế, thực tế thì không nên như thế. Chúng ta phải dành thời gian để nghiên cứu, dành thời gian để phân tích, và chúng ta sẽ có cái việc phân tích của mình, sẽ quan sát được để chúng ta có thể mua được và tích lũy tài sản ở một cái thời điểm mà nó trong cái chu kỳ suy giảm, thì chúng ta thông thường sẽ dễ có thể mua được với một cái mức giá gọi là mức giá phòng sale, mức giá thấp, mức giá thấp, mức giá rất là thấp. Và anh chị thấy rằng là nếu như mà kể một câu chuyện liên quan đến đến cuộc sống đời thực, tức là ví dụ như yêu đương chẳng hạn, để có thể yêu được một người, để cưới được làm vợ, thì chúng ta cũng phải dành rất nhiều thời gian để gọi là để quan sát, để tìm hiểu, và thậm chí là còn phải hiểu được đường đi lối về. Thì nếu ứng dụng cái phương pháp này vào cái câu chuyện nghiên cứu để đầu tư chứng khoán thì thực sự là cũng rất tốt, và đặc biệt nó tốt ở chỗ là trong cái giai đoạn này thì thực sự là nó không giống như cái giai đoạn mà thị trường nó tăng trưởng, thì anh chị và các bạn sợ rằng là chúng ta phải nhanh chóng vội vàng để giải ngân, không thì mất cơ hội. Giai đoạn này chúng ta có thảnh thơi thời gian hơn so với giai đoạn trước để chúng ta lặng lẽ, lại gọi là cần mẫn phân tích, rồi học hỏi, rồi tìm ra và ứng dụng những cái giải pháp nào đó mà nó phù hợp với mỗi người, để chúng ta tìm ra được một cái điểm đến của việc giải ngân trong thời gian sắp tới. Thì thời điểm cụ thể thì chúng tôi được đặt ra rất nhiều câu hỏi là khi nào thì có thể giải ngân được. Những câu hỏi này thực sự là rất khó, và chúng ta cũng cùng nhau để mà tìm, cùng nhau để mà nghiên cứu, và cùng nhau để mà đưa ra được cái kết luận. Thì chúng tôi chưa đưa ra được một cái vỏ đoán nào về cái câu chuyện liệu thị trường sẽ dịch chuyển theo cái hướng gọi là điều chỉnh quá đà này đến bao giờ. Chỉ dám nói với anh chị em và các bạn là có tin gì mới, có thông tin gì mới thì chúng tôi sẽ cập nhật với anh chị em và các bạn. Thì vài cái chia sẻ trong cái buổi sáng đang ngồi uống cà phê ngay tại cái khu vực công viên gần nhà thôi, thì cũng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn những cái lập luận như vậy, cũng như là những cái hiểu biết về cái câu chuyện là lý giải tại sao giai đoạn này, giai đoạn 2019-2020 là một cái giai đoạn, là cái thời điểm vàng được gọi là, có thể gọi là khủng hoảng kinh tế hoặc là suy giảm kinh tế trên thị trường tài chính, là khủng hoảng tài chính Việt Nam 2018, thì là cái tín hiệu để cho năm 2019, năm 2020 là thời điểm vàng để chúng ta nghiên cứu, phân tích và tìm kiếm cái cơ hội đầu tư. Mong rằng là những cái chia sẻ trong gói gọn trong khoảng 15 phút của một video như hôm nay đem lại cái hữu ích, và nếu thực sự mà yêu thì đừng quên là ủng hộ Tự Doanh bằng những cái like video, chia sẻ, và nhớ thì đăng ký cái kênh Tự Doanh Chứng Khoán nếu xem video mà chưa đăng ký kênh, để có thể được cập nhật những video mới mà hữu ích, mới nhất anh chị và các bạn được cập nhật trên kênh. Không cần phải tìm kiếm ở đâu cả, mà YouTube sẽ tự động báo về mail, hoặc là tự động báo về cái kênh, gọi là cái app Facebook, cái app YouTube của anh chị em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong những cái video chia sẻ tiếp theo trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành thời gian theo dõi, và chúc anh chị em và các bạn, quý vị và các bạn có một năm mới 2019 nhiều thành công, sức khỏe, và có những cái
mua bán, gọi là kinh doanh và tìm kiếm được những cổ phiếu đầu tư tốt. Thân chào và hẹn gặp lại.